Chào mừng quý khán giả và các bạn đã đến với kênh tin tức mới của chúng tôi. Chúc quý khán giả có những phút giây trải nghiệm thú vị tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Trong chuyên mục tin tức showbiz, xin mời quý vị và các bạn đến với những tin tức mới nhất hôm nay. Không ngờ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng ở nhà dột nát, đi nhặt phế liệu, giờ là đại gia giàu có, top đầu showbiz. Rời xa showbiz nhưng ca sĩ này có được cuộc sống như mơ với nhiều bất động sản. Hồ Quỳnh Hương là nữ ca sĩ quê Quảng Ninh đất mỏ, nổi tiếng với nhiều bài hát trữ tình. Cuộc sống hiện tại của cô khiến nhiều người ao ước. Tuy tuyên bố tạm nghỉ ca hát nhưng Hồ Quỳnh Hương thoải mái sung túc nhờ khối tài sản đáng nể. Y đài biết rằng trước khi có thành công như ngày hôm nay, cô từng trải qua cuộc sống khó khăn. Gia đình Hồ Quỳnh Hương ngày trước không được khá giả. Từ ngày lên 5-6 tuổi, Hồ Quỳnh Hương phải đi thu gom phế liệu bán đồng nát, ở trong căn nhà dột nát, kiếm từng đồng cũng rất vất vả. Từ khi làm ca sĩ, cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương thay đổi. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, cô chắt chiu sở hữu được nhiều tài sản có giá trị từ các CD đi hát, tham gia làm giám khảo và kinh doanh. Tên tuổi Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng từ những năm 2000. Căn nhà của nữ ca sĩ tại Hà Nội phải đập đi tới 4 lần mới có thể xây lại nội thất bên trong vừa ý. Bên trong căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, các đồ nội thất chủ yếu là gỗ. Phòng khách được đặt trong một không gian tương đối rộng, tạo cảm giác bề thế cho căn nhà. Các đồ nội thất theo kiểu xưa nhưng đều là chất liệu tốt nên rất đắt tiền. Trong bài phỏng vấn, Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ rằng, đúng là sau gần 20 năm lao động nghệ thuật tôi cũng tích góp được một chút vốn liếng, cũng có nhà cửa ổn định, xe cộ đi lại, có điều kiện để làm những điều mình thích. Những gì tôi có hiện nay cũng đủ đảm bảo cuộc sống cho mình và có thể lo cho người thân của mình. Bên cạnh bất động sản, nữ ca sĩ có được, kể tới căn biệt thự rộng lớn ở Thủ Đức, được xây trên diện tích 600m². Đây là nơi sinh sống chủ yếu của Hồ Quỳnh Hương, bản thân cô muốn xây một cơ ngơi khang trang để làm trốn đi về. Căn biệt thự trắng được bao trùm bởi không gian xanh bên ngoài sân vườn, tạo cảm giác thư thái, đẳng cấp. Một góc phòng được Hồ Quỳnh Hương dành riêng cho bộ sưu tập thời trang, nữ ca sĩ không ít lần khiến công chúng ngỡ ngàng khi diện đồ hiệu giá đắt đỏ. Phòng ngủ cũng được thiết kế thoáng đãng, các nội thất được chọn theo gam màu trắng sáng. Là người quyết định thiết kế của căn biệt thự, Hồ Quỳnh Hương cho biết, tôi nghĩ quan trọng nhất của ngôi nhà là những tiện ích tính năng, thứ hai là không gian sống phải mang cho tôi cảm xúc. Tôi thấy dễ chịu khi nhìn màu trắng hòa cùng thiên nhiên màu xanh. Nhiều khi bạn chọn xây nhà màu sắc sặc sỡ, lúc ấy sẽ đẹp, nhưng dần dần về sau nhìn rất mệt. Tính tôi ưa thích nhẹ nhàng thì mọi thứ đều sẽ theo gu như vậy. Nữ ca sĩ rất yêu thích những chú chó nhỏ được nuôi trong nhà. Ngoài ra, cô có khuôn viên đất rộng hàng trăm mét vuông ở Bình Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình. Hồ Quỳnh Hương cũng là chủ chuỗi resort nổi tiếng và điều hành công ty giải trí riêng. Nữ ca sĩ hiện sở hữu 3 nhà hàng thuần chay tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nhà hàng, cô mở spa thuần chay, khu nghỉ dưỡng thuần chay, xưởng sản xuất thực phẩm chay cung cấp cho các đại lý, khu nuôi trồng thực phẩm chay. Cuộc sống thư thái giúp Hồ Quỳnh Hương tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh. Cô sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ để phục vụ cho việc đi lại của mình. Chiếc Mercedes nằm trong bộ sưu tập xe hơi của giọng ca Anh. Nhiều tin đồn về cát-xê của Hồ Quỳnh Hương khi cô được mời làm giám khảo một chương trình âm nhạc, con số đồn đoán có thể lên tới cả tỷ đồng. Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng. Tháng 12 năm ngoái, Hồ Quỳnh Hương được trao bằng chứng nhận top giá trị kỷ lục thiện nguyện Việt Nam, người có nhiều cống hiến và đóng góp cho cộng đồng. Nữ ca sĩ muốn lan tỏa lối sống thuần chay đến với cộng đồng, điều cô đã đặt rất nhiều tâm huyết. Cuộc sống của Siêu Black sau biến cố nợ nần gây ồn ào showbiz 6 năm trước giờ ra sao? Dù cuộc sống khá khó khăn và những khoản nợ vẫn chưa trang trải hết nhưng Siêu Black cảm thấy thanh thản với cuộc sống hiện tại. Với chất giọng khỏe đầy nội lực, Siêu Black từng là một nữ ca sĩ được rất nhiều người mến mộ. Hàng loạt ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên như Ngọn Lửa Cao Nguyên, Ly Cà Phê Ban Mê, Đôi Mắt Pleiku, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời do cô thể hiện ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Thế nhưng năm 2013, khi đang làm giám khảo cho một game show truyền hình, Siêu Black vướng phải chuyện nợ nần buộc phải dừng lại giữa chừng. Không những vậy, cô phải lẩn trốn, giang hồ đòi nợ, lâm vào cảnh khốn đốn, bần cùng, nhà cửa cầm cố không nơi nương tựa. Nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, Siêu Black trang trải được một phần nợ nần và dần ổn định lại cuộc sống.
Sau biến cố nợ nần, Siêu Black trở về quê nhà con Tum sinh sống. Hiện cô làm việc trong một nhà thờ, thu nhập mỗi tháng khoảng 2-3 triệu. Thi thoảng Siêu Black vẫn đi hát ở những sự kiện nhỏ, các xe không đáng kể. Tuy nhiên cuộc sống ở quê không cần tiêu pha nhiều, Siêu Black cho biết mỗi ngày gia đình cô chỉ tiêu hết khoảng 50.000 đồng. Tôi nói có thể nhiều người không tin nhưng cả gia đình tôi hiện tại sống một ngày chỉ hết 50.000 đồng. Ở quê mọi thứ rẻ, có rau quả tự trồng, không tốn bao nhiêu tiền chợ. Tôi nghiền cà phê thì mua về nhà, tự pha uống, không ra quán, ăn sáng cũng vậy. Thường mọi người tụ tập ở nhà nấu ăn cùng nhau, có gì ăn nấy. Siêu Black tâm sự trên Tiền Phong Online. Siêu Black tâm sự. Sức khỏe của Siêu Black cũng không tốt như trước. Trong lần xuất hiện trên truyền hình gần đây nhất vào tháng 4 năm 2019, Siêu Black nhìn gầy gò trông thấy. Cô tâm sự bản thân không muốn giảm cân như hiện tại, tuy nhiên vì mắc bệnh tiểu đường huyết áp cao, ăn uống phải kiêng khem hết cỡ nên cân nặng giảm rất nhiều so với trước đây. Việc sức khỏe trục trặc ảnh hưởng khá nhiều đến giọng hát của cô. Tâm sự mới đây, Siêu Black cho biết một ngày cô bắt đầu bằng việc thức dậy sớm đi tập thể dục, sau đó đi chợ rồi về nhà nấu cơm, hái rau cho heo ăn và phục vụ văn nghệ nhà thờ. Dù cuộc sống khó khăn vất vả nhưng Siêu Black cảm thấy hài lòng. Cô tâm sự rằng sau khi trải qua biến cố lớn trong đời, cô không nghĩ đến việc bon chen làm giàu nữa mà chỉ muốn có cuộc sống thanh thản. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.